chào cả nhà nha, chào cả nhà đến phiên bán hàng ngày 20 tháng 5 năm 2023 nha. Hôm nay em có một số mặt hàng lên chia sẻ cả nhà, đó là ngọc sơn cước, Juliet, sơn nữ sơn la, cấu trúc và nhật hạ bạch tuyết nha cả nhà nha. Thì ở đầu video chia sẻ cả nhà một mầm gốc ngọc sơn cước đã ẩm chậu nha cả nhà nha. Thì cái mặt bông ngọc sơn cước này thì lúc đỉnh thì lúc đáy thì cũng phải 4-5 triệu một cái kỳ như thế này. Đó, năm ngoái em hỏi một cái mầm gốc như thế này là 450 chục triệu nè. Đó, bây giờ thì giá nó chỉ có hơn 1 triệu cho cả nhà mình sưu tầm thôi. Đây là hoa mặt hoa ngọc sơn cước nha cả nhà. Cái hoa này thì rất là đáng chơi, nở mũi trắng ổn định, rất là ổn định luôn nha cả nhà nha. Đó, mầm gốc ngọc sơn cước này dài 16 cm, rễ đã ổn định lên, đã bỏ phân cho cây rồi nha cả nhà. Đó, mỗi lá rất là khỏe. Ngọc sơn cước mầm gốc 16 cm, chia sẻ cho cả nhà mình giá là 1,5 triệu nha, 1,5 triệu nha cả nhà nha. Rễ này cả nhà khỏe lắm, cây này nó xuống chậu nó chạy liền à. Mầm gốc ngọc sơn cước 16 cm này giá là 1,5 triệu. Rồi tiếp theo em có một cái mầm gốc ngọc sơn cước phân hai dài 25 cm nha cả nhà nha. Rất là lực ha cả nhà, 25 cm, chia sẻ cho cả nhà mình giá là 1,7 triệu nha. Cây càng lớn thì nó sẽ càng rẻ nha cả nhà. Rẻ nè cả nhà ơi, rẻ bao khỏe luôn ha, đang phúng rễ ra nữa. Đó, một cái mầm gốc ngọc sơn cước dài 25 cm, mầm gốc như vậy nhà nha, rễ đã ok nên nhà vườn đã bỏ phân nha, bỏ phân về có rải cả thuốc sên như đây nữa cả nhà, sợ nó cắn rễ nha. Cái thuốc màu xanh xanh này là thuốc sên nè, còn cái phân xanh này là phân của Mỹ, phân hữu cơ. Đó, mầm gốc ngọc sơn cước này dài 25 cm, chia sẻ cho cả nhà mình giá là 1,7 triệu. Cả nhà mình mua cây càng lớn thì nó sẽ càng lợi giống, số tiền nó lớn hơn, nhưng mà cây lớn thì nó lợi giống hơn nha. Nhưng còn những hàng kỳ ương thì giá nó sẽ cao hơn những cái hàng lớn như thế này. Được cái kỳ ương thì nó vừa tối, còn hàng lớn này cả nhà mua thì nó sẽ lợi giống hơn. Đó, mầm gốc ngọc sơn cước 25 cm, giá là 1,7 triệu. Rễ khỏe nha cả nhà. Rồi tiếp theo em có Juliet nha cả nhà. Đây, một cái cây Juliet đã thuần chậu như thế này rồi nha cả nhà nha. Béo khỏe đẹp ha. Đó, cho cả nhà mình coi cái bộ rễ nè, rễ chạy khỏe ok nha, rễ xanh bò ra nè, mầm gốc mở lá nè. Cái Juliet này cái giống nó rất là khỏe nha cả nhà, giống Juliet này rất là khỏe ha, nó lớn rất là nhanh luôn, về thể trạng cây nó như bạch tuyết á, nó đẻ gốc rất là khỏe. Đó, mầm gốc mở lá như vậy nha nha. Juliet thì là một cái mặt bông rất là ít giống trên thị trường, và giá của nó thì ngang ngửa với lại Bảo Duy nha cả nhà. Trước kia thì nó mắc hơn Bảo Duy á, còn bây giờ Bảo Duy nó chiếm hữu thị trường nhiều hơn thì cái mặt bông Bảo Duy nó vẫn có giá cao hơn Juliet bây giờ. Đó, Juliet kỳ 52 nha cả nhà nha. Mầm gốc mở lá khỏe ha, lớn nhanh lắm. Đó, kỳ này em chia sẻ cả nhà mình giá là 3 triệu nha, 3 triệu cho kỳ Juliet này nha cả nhà nha. Vườn có bao nhiêu bán hết rồi, giờ còn có một vài cây đẹp thì thôi chia sẻ cho cả nhà mình luôn. Giống vẫn nhân ra được thì có cây đẹp vẫn chia sẻ cho cả nhà mình nha. Juliet kỳ 52 3 triệu. Đó, mầm gốc này cả nhà nhìn nó lớn mỗi ngày á, rễ rất là khỏe ha. Rồi tiếp theo em chia sẻ cho cả nhà một cây sơn nữ sơn la nha. Cái cây sơn nữ sơn la này toàn là những mặt bông phí tầm cao lúc tiền tỷ không á. Thì cái sương nữ sương la này vẫn còn mở lá đi ngọn như cả nhà nha. Lúc bữa tượng nó đứng mà nó kéo đi thêm một khúc này nha, thấy không? Sương nữ sương la này chia sẻ cả nhà mình giá là 1,9 triệu. 1,9 triệu cho cái sương nữ sương la kia đầu ngọn như cả nhà nha. Ở đầu ngọn nó còn một mắt như thế này nữa nè. Đó, sương nữ sương la kia này 1,9 triệu. Toàn là những mẫu bông đỉnh cao, bây giờ thì nó chỉ có giá tầm chung là có khoảng 1,5 triệu cho cả nhà mình sưu tầm. Sơn nữ sơn la 1,9 triệu nha cả nhà.
Rồi tiếp theo em có gấu trúc như vậy nha. Đây này, gấu trúc này nè. Vài bữa nhìn đi nhìn lại là mấy cái mầm gốc nó phúng ra như thế này rồi. Gốc rất lực nha cả nhà nha. Đó, cho cả nhà coi cái bộ gốc nè, bộ gốc nè. Đây gấu trúc sắp sổ lại mới trả bảo hành đấy cả nhà. Đây, cái anh ngoài Huế ảnh mới sổ lại, ảnh mới nở gấu trúc, ảnh trả bảo hành nè. Cả nhà mình thấy cái hoa tự nhiên nó nở không? Nó nở trên một cây rất là nhiều chùm bông nhưng mà hoa rất là đẹp nha cả nhà nha. Đây, mắt nè, mũi nè, rất là phê ha. Đó, mũi trắng tinh, cặp mắt thì rất là đẹp luôn. Đó, hoa gấu trúc nha cả nhà nha, hơi chói nha cả nhà. Thì cái chậu gấu trúc này có hai kia trên thân nè. Đó, thân già thì rất là dài luôn, hai mầm gốc thì rất là lực. Em chia sẻ chậu gấu này cho cả nhà 1 triệu nha. Đó, hai kia trên thân, thân già còn nhiều mắt kia đang sưng nè cả nhà, nhú nè, rất là khai thác được nhiều kia luôn. Hai mầm gốc thì bao phê. Chậu gấu trúc này chia sẻ cho cả nhà mình giá là 1 triệu nhé. Rồi em mua nha cả nhà nha. Rồi ở đây em có một chậu gấu trúc số 2, cây này giá cũng 1 triệu luôn nha. Cây này cũng 2 kia trên thân, nhằm 2 kia nó bé hơn. Thân già cũng đang sưng rất là nhiều mắt như thế này. Hai mầm gốc rất là to khỏe nha cả nhà nha. Nè cả nhà nhìn cái mầm gốc của gấu. Cây khỏe nó phát triển rất là nhanh ha. Nhìn cái bộ rễ của nó bò loằng ngoằng luôn. Chậu gấu trúc này cũng chia sẻ cả nhà mình giá là 1 triệu ha. Đó. Rồi đó là gấu trúc nha cả nhà. Rồi tiếp theo em có một chỗ hồng nhật hạ. Hồng nhật hạ này có 3 cái kia trên thân nè, mầm gốc rất là khỏe. Chia sẻ cả nhà mình chỗ hồng nhật hạ này giá là 800 nha. Đó, 3 kia trên thân, có một kia lớn đã ra rễ, hai chồi gốc, một chồi rất là lực và một thân già. Thân già này cả nhà mình về có thể kích được hoa rồi. Đó, hồng nhật hạ 800.000 cho chậu hồng nhật hạ này nha cả nhà nha. Quay video chi tiết cho cả nhà mình xem nha, nó rõ không. Đây bộ rễ nè cả nhà. Đó, hồng nhật hạ chậu này 800.000. Rồi cuối video thì em chia sẻ cả nhà một chậu 5 cánh trắng bạch tuyết nha. Cây này thì rễ khỏe ổn định, rễ bò ra ngoài thành chậu này cả nhà ơi. Mầm gốc mở lá mơn mởn nha. Đây là mùa sinh trưởng của cây nên cả nhà mình mua cây mùa này rất là ok. Đấy, cây nó màu lớn lắm. Thân già thì có đeo 6 cái kia như thế này. Đó, mầm gốc đây. Cây rễ ok khỏe mạnh cả nha. 6 cái kia và mầm gốc khỏe. Rồi chậu bạch tuyết này em chia sẻ cả mình giá là 900 nha. 900.000. Cả nhà mình mua về thì sẽ lợi giống có 6 cái kia trên thân, mầm gốc thì khỏe. Rễ ok nha cả nhà. Đó, bạch tuyết này 900. Đó, thì video của em ngày hôm nay thì có mặt hàng những mặt hàng như vậy á. Cả nhà mình có nhu cầu thì sưu tầm ủng hộ em nha, số điện thoại Zalo trên tiêu đề nha. Hôm nay là thứ bảy, chúc cả nhà mình cuối tuần vui vẻ nha. Rồi hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau nhé. Xin chào cả nhà nha.